cái điều chúng ta lo lắng nhất ở cầu thủ trẻ này là cái gì? Không phải trình độ chuyên môn, mà là vấn đề và tính kỷ luật và sự non nớt. Chào mừng quý khán giả quay trở lại với kênh Trọng Tài Online trong chuyên mục Bình Luận Thể Thao. Chuyện gì sẽ xảy ra khi một ông huấn luyện viên không sợ bị sa thải? Sẽ có hai tình huống. Tình huống thứ nhất, chính cái đội bóng đó sẽ trở thành phòng thí nghiệm để ông huấn luyện viên đó tha hồ thoải mái thử nghiệm tất cả những khả năng, những lối chơi mà ông có, và thậm chí ông nghĩ ra những lối chơi ông chưa có để ông tiếp tục ông thử nghiệm. Tình huống thứ hai có thể sẽ xảy ra, giả sử nếu như ông thí nghiệm tạo ra được một phương trình hóa học, một phản ứng thành công, thì đội bóng đó cũng sẽ nâng tầm. Nhưng mà không biết đội tuyển bóng đá Việt Nam của chúng ta nó đúng trong tình huống 1 hay là tình huống 2. Liệu chúng ta trở thành một phòng thí nghiệm cho một ông huấn luyện viên nào đó, hay là ông sẽ tạo ra một cái phương trình phản ứng hóa học thành công và đội bóng chúng ta sẽ được nâng tầm giống như ai đó đã hứa hẹn, giống như ai đó đã đặt mục tiêu và tầm nhìn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ trở lại câu chuyện ngày hôm nay, đó là ông Philippe Troisier và học trò của mình sẽ làm gì để giành chiến thắng hai lượt trận tiếp theo ở vòng loại 2 World Cup sẽ diễn ra vào tháng 3 này. Có hai vấn đề rất quan trọng mà ông Philippe Troisier sẽ phải giải quyết trước khi trận đấu gặp Indo diễn ra. Nếu như không giải quyết được thì từ cái vấn đề quan trọng nó sẽ chuyển thành vấn đề nghiêm trọng. Vấn đề thứ nhất đó là ông ấy rất là trung thành với lối chơi trẻ hóa. Tuy nhiên, hãy nhìn lại lứa cầu thủ được gọi là trẻ hóa, cụ thể như Đình Bắc, Khuất Văn Khang và một số cầu thủ khác, thì đang gặp một vấn đề hết sức nan giải, đó là vấn đề về đạo đức và kỷ luật, tác phong không được chuyên nghiệp. Chúng ta tưởng rằng Khuất Văn Khang ăn thẻ đỏ hay là Đình Trọng ăn thẻ đỏ rồi thì sẽ rút kinh nghiệm, nhưng mà theo mình không nghĩ vậy. Họ có thể tiếp tục mắc sai lầm trong cái trận gặp Indo nếu họ được tung ra sân. Và sắp tới đây, đó là cái đội hình ông Philippe Troisier có thể sẽ đưa ra dưới cái áp lực của dư luận, áp lực của truyền thông, áp lực của những chuyên gia, hỏng sẽ phải sử dụng các cựu binh. Như vậy nó sẽ gặp vấn đề thứ hai là làm sao để gắn kết những cầu thủ cựu binh với các cầu thủ trẻ để tạo ra một đội hình mạnh nhất có thể. Trong khi ai ai nhìn vào cũng thừa biết là các cựu binh là đã hơi bị muối mặt với ông Philippe Troisier rồi. Bởi vì sao? Bởi ông luôn trọng dụng những cầu thủ mà do ông đào tạo, còn những cầu thủ do ông Park Hang-seo đào tạo thì lại không được trọng dụng, bởi vì cho rằng không phù hợp với lối chơi, cần phải trẻ hóa đội hình. Và đó là một cái lời ngụy biện dẫn đến những thất bại vô cùng đáng tiếc của đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta ở mùa giải Asian Cup vừa rồi. Và điều này không thể chối cãi, không thể ngụy biện bằng bất kỳ lời lẽ hay bưng bô bằng bất kỳ cái kiểu gì hết. Gần như ông có một cái sự gì đó đảm bảo rằng nếu giả sử có thua hai trận trước Indo, ông vẫn còn cái AFF Cup. Và AFF Cup đã được đặt ra mục tiêu là gì? Chỉ cần có huy chương. Trong khi mấy bữa giờ báo chí nói là mục tiêu là đạt huy chương vàng. Nhưng mà ở trên kia, ai đó đã dính lại là chúng tôi không bắt buộc ông ấy phải đạt được huy chương vàng, mà chỉ là có huy chương. Như vậy thì bây giờ câu hỏi đặt ra, thế thì tuyển ông Philippe Troisier về cho nền bóng đá Việt Nam để làm gì? Cho nên thất bại SEA Games 32, không bảo vệ được huy chương vàng. Chuyện bình thường, Asian Cup vừa rồi không được đá vào vòng tứ kết, chuyện hết sức bình thường, vẫn không bị sa thải. Rồi bây giờ tới vòng loại 2 World Cup gặp Indo, nếu giả sử thất bại luôn hai trận thì theo quý vị có bị sa thải? Mình cho rằng cũng không. Rồi tiếp theo, vào tháng 5 sẽ có, đó là vòng chung kết U23 châu Á diễn ra tại Qatar. Như vậy thì cái giải này gần như không nghe nói gì. Thôi thì có giải thì cứ đá. Chúng ta có thấy mục tiêu gì không? Không hề báo chí, và ở phía trên kia ai đó cũng không hề nhắc tới, mà chỉ đề cập tới mục tiêu huy chương, giành huy chương, có huy chương ở AFF Cup. Như vậy thì tôi hỏi ông Philippe Troisier về đội tuyển Việt Nam để làm cái gì? Chúng ta đá bóng để nâng tầm thôi sao? Chỉ để trẻ hóa và nâng tầm. Như vậy thì tôi hỏi mục tiêu mà suốt trong những 10 giải vừa rồi của đội tuyển quốc gia Việt Nam và U23 Việt Nam của chúng ta là cái gì? Và ông Philippe Troisier đang dẫn cái đội bóng chúng ta đi đâu về đâu? Ông Philippe Troisier khi gặp liên tiếp những thất bại, ông không hề nao núng. Và thậm chí có báo chí đưa tin là ông không hề sợ bị sa thải.
Như vậy thì giả sử thua hai trận Indo, ổng vẫn không bị sa thải. Bởi vì sao? Bởi vì nhiều người cho rằng là trong hợp đồng không có điều khoản sa thải. Rồi bây giờ tiếp theo tới AFF Cup, vẫn giả sử không có huy chương, bị loại luôn, đá thua Lào với Campuchia luôn. Rồi thì bây giờ nó vẫn không có điều khoản sa thải, thì bây giờ ổng tự ngán ngẩm và người hâm mộ lên tiếng tẩy chay, rồi ổng tự động tự chức. Tuyển Việt Nam tái đấu Indonesia, ông Jose sửa sai từ đâu? Huấn luyện viên Jose còn chỉnh sửa rất nhiều cho đội tuyển muốn đánh bại Indonesia ở vòng loại 2 World Cup 2026 diễn ra vào tháng 3 tới đây. Dù Asian Cup kết thúc khá lâu nhưng tới lúc này tuyển Việt Nam và ông Jose có lẽ chưa, thậm chí không được phép quên trận thua trước Indo. Đây là báo chí đăng thôi, chứ còn ổng quên hay không, ổng có quan trọng cái trận này hay không, chúng ta vẫn chưa biết. Bởi vì sao? Không sợ bị sa thải. Một thất bại không đơn thuần khiến đội tuyển Việt Nam sớm loại khỏi Asian Cup, mà còn làm người hâm mộ tổn thương, xúc giảm niềm tin vào ông Jose sau gần một thập kỷ luôn có kết quả thuận lợi trước Indo. Đáng nói, thất bại mà thầy trò huấn luyện viên Jose nhận lại xuất phát từ những sai lầm về cách tiếp cận trận đấu hay sử dụng nhân sự của chiến lược gia người Pháp hơn là Indonesia quá hay. Gần đây đã xuất hiện một số lời lẽ ngụy biện bao che bưng bô cho những cái yếu kém của ông Philippe Jose rằng chúng ta hãy nhớ lại rằng chúng ta đã thắng Indo được bao nhiêu lần. Indo rõ ràng họ đã bắt đầu mạnh lên, cho nên việc chúng ta thua là chuyện hết sức bình thường. Và đây đánh vào một cái tư duy, một cái tâm lý, và họ muốn lái cái hướng truyền thông chính thống theo một cái hướng mà khiến cho người hâm mộ bắt đầu gần như là bị ru ngủ. Điều này không sai, bởi chính Bùi Hoàng Việt Anh phát biểu sau đó tự thừa nhận đội nhà bất ngờ trước việc Indo nhập cuộc tấn công chủ động, khiến tất cả tâm lý dẫn tới tận thua rất đau ở Asian Cup. Bên cạnh đó, chính bởi vẫn khá non trong các tình huống dứt điểm nên tuyển Việt Nam không thể gỡ hòa dù tạo ra chẳng ít cơ hội ở hiệp 2. Ông Jose cần sửa sai từ đâu để chiến thắng? Xin thưa, sửa sai, quên cái chuyện sửa sai đi. Quên cái chuyện sửa sai đi. Nguyên gần một năm trời, ổng phải tự biết sửa sai ở đâu, chứ không phải bây giờ gặp Indo mới sửa sai là muộn rồi. Thầy trò Jose đang đứng trước cơ hội đòi nợ Indo khi hai đội gặp lại nhau tại vòng loại thứ 2 2026 diễn ra vào 21-26 tháng 3, nhưng muốn đòi nợ và cao hơn cả là chiếm lợi thế trong cuộc đua giành vé vào vòng loại tiếp theo của World Cup 2026 mà Indonesia được coi là đối thủ chính, bắt buộc chiến lược gia người Pháp phải sửa sai triệt để. Điều đầu tiên cần phải sửa không đâu khác vẫn nằm ở chính ông Jose. Thận trọng hay cách nói cách khác, buộc phải tạo ra cho tuyển Việt Nam bộ mặt khác bằng những cầu thủ đủ chuyên môn và đặc biệt kinh nghiệm, bản lĩnh nhằm đối đầu được với sức mạnh sức ép từ Indo vốn đang mạnh lên sau chính sách mời gọi Indo kiều về thi đấu. Đây là điều cần thiết khi ai cũng thấy dù có tiến bộ nhưng những sao trẻ ở tuyển Việt Nam vẫn chưa đảm bảo bản lĩnh lẫn chuyên môn trong trận thua rất cay đắng tại Asian Cup vừa qua. Tôi hỏi những cầu thủ trẻ mà ông Jose đã đào tạo, trọng dụng, tận dụng. Cái điều chúng ta lo lắng nhất ở cầu thủ trẻ này là cái gì? Không phải trình độ chuyên môn, mà là vấn đề và tính kỷ luật và sự non nớt trong việc xử lý những cái pha va chạm để dẫn tới những cái cú phạt đền và những cái thẻ đỏ nó cực kỳ lãng nhách. Bên cạnh sửa sai về nhân sự, huấn luyện viên Jose cũng cần tìm thêm các giải pháp từ nhân sự đến khả năng chuyển đổi cơ hội dựa trên thời lượng kiểm soát bóng thành bàn thắng. Người ta nói rồi, cái cách kiểm soát bóng của ông Jose là truyền bóng qua, truyền bóng lại. Còn người ta kiểm soát bóng theo cái dạng gọi là tiki-taka, là người ta còn có dẫn xuống truyền bóng để dứt điểm. Còn cái này là truyền qua, truyền lại, truyền lên, truyền xuống, cuối cùng truyền vô chân của đối phương, thì đó không gọi là kiểm soát bóng được. Cần phải như thế khi số lần các học trò bỏ lỡ cơ hội ngon ăn ở trận gặp Indo là khá nhiều, khiến cho tuyển Việt Nam sớm rời cuộc chơi như đã thấy. Đấy, bây giờ vẫn còn nhiều người tin rằng cái lối chơi kiểm soát bóng của ông Jose là một cái sự hiện đại hóa cần phải có cho nền tảng bóng đá của Việt Nam chúng ta. Xin thưa, chúng ta cần phải hiểu đúng về lối chơi kiểm soát bóng tiki-taka. Rất nhiều đội tuyển châu Âu họ đã chơi theo lối chơi kiểm soát bóng này. Bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất, trình độ kỹ thuật họ có, chuyên môn họ có. Thứ hai, thể lực họ có. Thứ ba, trong đội bóng của họ có một số ngôi sao nhất định. Họ không đơn giản là truyền bóng qua, truyền bóng lại tới giữa sân, rồi khi tấn công truyền xuống vào khung thành đối phương thì lại mất bóng. Không phải cái kiểu như ông Philippe Jose. Và mình cho rằng ổng có dẫn dắt đội tuyển Việt Nam thêm 10 năm nữa thì cái kiểm soát bóng của ổng cũng chỉ dậm chân tại chỗ. Đơn thuần nó là truyền bóng qua, truyền bóng lại. Và việc này không phải chúng ta nhận định. Và đã có một ông huấn luyện viên Nhật Bản, những chuyên gia bóng đá nước ngoài họ cũng nhận định rồi.
kiểm soát bóng. Họ không nói thẳng của ông Tose, nhưng mà kiểm soát bóng của Việt Nam đang chơi là kiểm soát bóng theo một hướng thụ động. Và chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang giữ cái bóng trong chân, chúng ta kiểm soát được thế trận hơn 70%, 80% trái bóng nằm trong chân của chúng ta. Nhưng mà chúng ta không ghi được bàn thắng. Nhưng mà chỉ cần một sai lầm cơ bản thì đối thủ đã biến cái sai lầm của chúng ta thành cái bàn thắng của họ rồi. Cho nên có khi nào chúng ta đang bị ru ngủ, ngủ quên trong lối chơi kiểm soát bóng, ngủ quên trong vấn đề nâng tầm hay không? Và sau hai trận đá với Indo này, có thể ông giành chiến thắng thì nó vẫn chưa đủ để nói lên rằng đội tuyển Việt Nam của chúng ta đang đi đúng hướng, mà còn thêm nhiều giải đấu khác. Vấn đề quan trọng là gì? Các cầu thủ trẻ do ông đào tạo thể hiện được điều gì? Cho nên là những anh bạn cầu thủ trẻ là nếu như mà tiếp tục sai phạm những cái lỗi ngớ ngẩn thì chẳng khác nào đá vào đít của ông Philippe Jose. Tôi nói thiệt, một huấn luyện viên bình thường về dẫn dắt đội tuyển Việt Nam của chúng ta đã có thể giành được cái mục tiêu có huy chương ở AFF Cup rồi. Bởi vì chúng ta đã có thực lực sẵn. Như vậy không riêng gì ông Jose, bất kỳ một huấn luyện viên nội nào cũng có thể làm được. Và đôi khi không khéo, không phải là huy chương đồng mà nhiều khi là huy chương bạc, tức là vào chung kết. Như vậy còn thiết gì phải sử dụng ông Philippe Jose, một huấn luyện viên ngoại, để trả một mức lương rất cao để rồi đặt ra mục tiêu là có huy chương. Và tôi không hiểu là thuê ông Philippe Jose về để làm cái gì? Chỉ đơn giản để nâng tầm bóng đá. Nhưng mà liệu đó là lời ru ngủ hay là thật sự đang nâng tầm? Điều này chúng ta cần phải có thêm một chút xíu thời gian để có thể nhận định nó rõ nét hơn. Ok, cảm ơn quý vị các bạn đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo.